Nè chú Ba, chú nhìn coi. Tôi nhìn thằng này từ trên xuống dưới á, tôi đâu thấy giống chú chỗ nào đâu. Mà chú nhìn lầm hay vậy? Trời ơi, chú có mắt không như mù vậy hả? Nhìn nó kìa, cái mặt này thì ghét. Nhìn cái thằng này á, nó định bợ nhà vợ giàu của nó, nhìn thấy ghét. À, cái vụ này á, giống chú nè. Thôi thôi thôi, tôi không chọc chú nữa. Tại thấy chú buồn buồn á, tôi chọc chú cho vui thôi. Chú yên tâm đi, con cầm thư nó đi đâu thì đi, nó sẽ tự lo cho bản thân nó được. Còn hơn là bây giờ để nó ở chung nhà với cái lũ sói này. Cô bị sao vậy? Không sao hết, ở đây rộng mà, muốn ngồi ở đâu thì ngồi chứ. Nè, đừng có tưởng là chim sẻ hóa thành phượng hoàng nha. Ngó thế mà chướng mắt. Vậy mà anh Cẩm ảnh công nhận cô cũng tìm hiểu kỹ về chồng cô quá đa. Thiệt, tôi thấy tôi có lỗi với cô quá à. Bắt cô phải xài lại đồ cũ của mình. Cô phải gọi là má mới đúng, là con nhà gia giáo chứ. Mình coi kìa, con gái của mình á, em mới nói giỡn có mấy câu mà đã xù lông nhím lên hết rồi. Con gái, hôm nay là ngày vui của con đó, con đừng làm cái mặt khó coi đó đa. Cha có biết cổ nói con cái gì không mà cha còn binh cổ chứ. Nóng quá mình ơi, mình dẫn em vô trong đi, nóng quá. À được rồi, đi. Sao mày ngu quá, mày chọc tức trai chứ vậy? Đúng là đồ đàn bà, ganh đua nhau từng lời ăn tiếng nói. Nói để mày hay, chuyện gia sản mà cha má để lại, tao sẽ lo cho mày. Trước mắt mày lo cho thằng chồng mày đi, tao biết nó là con ngựa chứng, chứ không hiền lành như cha và anh trai mày đâu. Nhưng mà tao biết thóp của nó, vì mày tao sẽ kìm nó lại. Bà Huệ, mày đi đâu đó? Hôm nay á, mày nhốt con nhà hoài, giờ xương sóc con muốn mục hết rồi nè. Mày không nhớ hả? Hôm bữa mày bị người ta dẫn về nhà, nhà người ta còn hăm he phá chuyện của cha mày, mày không biết nhục hay sao? Mà mày còn đi á, cha mày đập mày gãy giò đó. Trời ơi, mày lo chi mấy cái chuyện đó, anh nói vậy thôi chứ không lẽ anh làm thiệt. Nè, kỳ này mày đụng trúng cục đá rồi đó, quên cái thằng đó đi. Nhà của nó mình cũng không có chộp vô nổi đâu. Má, con Thư đâu? Lấy đi nữa cái tủ uống coi. Con Thư đâu rồi má? Bữa nay chủ nhật nó xin nghỉ buổi sáng, đi khám bệnh rồi. Sao má cứ cho nó nghỉ hoài vậy? Con nghe ở sớm nói á, là nó mèo mã gà đồng với cái thằng nào đó. Con nói cho má biết nha, má làm sao được á thì làm, chứ đừng có để người ta nhìn vô người ta nói á, nhà mình có cái thứ đàn bà không có được đàng hoàng đó. Mày nói tao nghe chướng thiệt. Nó hiền lành vậy chứ phải tửng như mày đâu. Má, cái gì vậy? Bữa nay má bên người ta, má nói con gái của má tửng hả? Con không có chịu đâu, con không chịu. Dạ thưa bà, con mới về. Cô đó, cô là ai mà sao vô cái nhà này? Để má tôi á mắng mỏ tôi rồi binh như cô kìa. Tôi có biết gì đâu cô. Cái đồ trôi sông lạc chợ, không có cha không có mẹ, ghét. Thưa cô ba, tôi là người ở, cô ba muốn chửi muốn mắng tôi gì cũng được, nhưng xin cô, cô là người có ăn có học, con nhà gia giáo, cô nói chuyện đừng đụng chạm tới cha má người ta như vậy là thất đức lắm cô ba. Trời đất ơi, cái con này, mày vô nhà ta mà dám nói con bà thất đức à? Tao quyết không có tha cho mày. Đi. Nhà này không có chỗ để chứa cái thứ trôi sông lạc chợ, không cha không mẹ, nhìn là chướng mắt hả? Dạ thưa bà, bà đuổi thì con đi, con chỉ xin bà cho con tiền công tháng này. Không tiền không công gì hết. Mày mà không đi nhanh á, tao báo với Phú Lý mày ăn cắp đồ nhà bà.
Bà nói vậy là oan ức cho con lắm. Con không có ăn cắp gì trong gia đình bà hết á. Được, con sẽ đi. Nhưng một ngày nào đó bà sẽ phải xin lỗi con như ngày hôm nay. Chào bà. Thưa bà con đi. Mày để cái túi xuống cho tao. Tao chắc chắn rằng mày đã lấy đồ của tao mà đem đi á. Đưa đây. Cái này là gì? Cái này là cái gì? Thưa cô, chiếc vòng này là của cô Hai Nguyệt tặng cho tôi khi tôi giúp cho cổ làm thủ công gia chánh và làm bài tập cho trường. Vòng này á, là của chị Hai tao. Mày nói sao mà không được? Cô không được ép tôi như vậy. Chiếc vòng này không phải tự tôi lấy mà là của cô Hai Nguyệt tặng cho tôi mà. Thôi, mày đừng có ép nó quá. Lát nó ra đường á, nó bêu réo lên chuyện mày đi theo trai á, rồi bị đuổi về. Thôi đi đi. Thưa bà, chào cô tôi đi. Để coi á, mày ra khỏi cái nhà này có cái chỗ nào nương thân không? Ai mà chứa mày? Trời ơi, tức chết đi được à. Chị Thư, chị Thư. Nè, chị cầm theo để ăn đi nha. Chị cầm theo đi, có mấy củ khoai lang à. Chị cảm ơn bé Lý nha. Dạ. Nè, mai mốt mà chị có tiền, chị sẽ qua đây chuộc em nha. Em có chịu không? Thiệt hả chị? Nhưng mà thôi, nhiều tiền lắm, chị kiếm đâu ra? Chị hỏi mà, em cứ trả lời chị đi. Dạ, chị đi đâu em sẽ theo đó mà. Em chờ chị nha. Dạ. Chị đi nha. Dạ. Tại sao em muốn trao hết cổ phần này cho tay ký giả? Ai, tiền lời của sòng bạc á, lần này rất là thấp. Có gì đâu mà anh tiếc. Em thấy á, hắn cứ dòi tiền mình hoài à. Sao mình không đưa tiền cho hắn một lần luôn? Lần sau hắn sẽ không dòi nữa. Liệu đưa hết cho hắn, hắn chịu im miệng à? Ít nhất á, thì mình cũng buộc hắn được một thời gian rồi mình tính tiếp. Chứ mỗi ngày á, phải đau đầu đối phó với hắn, em quá sức mệt mỏi rồi. Để đó, từ từ tôi cũng sẽ tìm ra chỗ sơ hở của hắn để kìm hắn lại. Em cũng đã làm phép thử với hắn rồi. Hắn á, không mê rượu, không mê đàn bà. Chỉ cần có tiền nướng cho sòng bạc là đủ rồi. Không sao, nếu đam mê đánh bạc thì tôi sẽ có cách đối phó với hắn. Nếu đã vậy, tôi sẽ giao cho hắn cái sòng bài này để hắn quản lý. Dù sao thì ngoài sòng bài này, tôi vẫn còn tiệm giải và tiệm thuốc phiện. Xem tới đây giờ này. Anh Dũng Linh, bây giờ em trở thành một kẻ vô gia cư rồi. Đại ký giả có muốn giúp đỡ em không? Thế em ra đây. Nhà này giá hơi cao, nhưng nó nằm ở ngay vị trí mặt tiền. Đằng sau có một khoảng sân, có giếng nước nữa. Cô Hai mà không ưng á, là có người chịu liền à. Thật sự cổ cũng không có nhiều tiền. Anh coi bớt chút đỉnh được không? Được, tôi bớt cho cô 5 đồng. Cảm ơn anh. Đây chìa khóa. Để tôi làm hợp đồng rồi tôi đem qua cho anh sao? Cảm ơn dạ, anh. Cảm ơn anh. Tôi về. Anh về. Mẹ em. Dạ. Anh lo gì vậy? Anh thấy ở đây hơi mắc. Em còn tiền mà, anh đừng có lo. Anh đâu có lo. Nhìn em có vẻ giàu hơn tay ký giả quèn đây. Anh ghẹo em hả? Là do mấy bữa nay em tằn tiện
Em ước phải chi mình có tiền, em sẽ mở một tiệm may nhỏ. Em thì sẽ làm bà chủ tiệm, còn anh thì... Nhưng mà trước mắt chắc là em phải đi tìm việc làm, xong rồi làm mấy món hàng mà em vẫn làm. Em sẽ đi bán dây cột tóc, băng đô và khăn choàng giống như thời gian đầu vậy đó. Em đã trưởng thành nhiều hơn rồi đó. Anh hứa với em, nhất định anh sẽ đưa em về thăm cha và giành lại công lý cho em. Ừ. Yên tâm đi. Nè, anh ở nhà coi ngói dọn dẹp đi nha. Em sẽ chạy ra chợ mua vài món về nấu cho anh ăn, ăn mừng nhà mới. Em nấu? Tất nhiên rồi. Em làm cho anh bất ngờ lắm đó nha. Anh chờ đi nha. Từ nay tất cả mọi thứ ở đây sẽ thuộc về thầy. Không biết là thầy có hứng thú tiếp nhận chỗ sòng bài này hay không. Tại sao chú em đã làm như vậy? Thầy chính là ân nhân của tôi. Ngày trước nếu không có thầy thì đâu có tôi như ngày hôm nay. Cho nên thiếu kính cho thầy là chuyện đương nhiên. Thay vì khi thầy hỏi thì tôi mới đưa, nhưng mà ngày hôm nay tôi giao hẳn sòng bạc ra cho thầy. Tất cả lợi nhuận của sòng bạc sẽ thuộc về thầy. Tôi mong là thầy nhận cho. Sòng bạc đang là chỗ hái ra tiền. Bộ chú em không tiếc sao? Đối với người là ân nhân của mình, dù đây có đáng là bao, nhưng mà tôi cũng muốn thầy hiểu. Nếu như thầy lấy sòng bạc này, cũng coi như là thầy đã lấy xong phần của thầy như cam kết miệng của chúng ta. Từ nay chúng ta không ai nợ ai hết. Được, Mo đồng ý. Thầy cứ việc tự nhiên, bởi vì nó là của thầy. Tôi có việc phải đi trước. Dạ, thưa thầy, có hai ông tới chơi bài với thầy. Dạ, mời ngồi. À, chào thầy. Chào ông hội đồng. Chào hội đồng cao. Dáng đẹp quá trời à. Trời ơi cái dáng này nha, mặc áo bà ba áo dài gì cũng đẹp hết á. Mặc đồ thiêu cũng đẹp nữa. Tôi nói cô nghe nè, chỗ của tôi là giải đồ nhiều lắm, mà tôi thiêu á hả, kiểu nào cũng đẹp hết, mà giải gì tôi thiêu cũng đẹp hết. Cô lựa đi. À, dạ thưa bà chủ, tôi không phải tới đây may đồ. À, bà chủ, tôi thấy ở ngoài cổng á, để là đang tuyển thợ, tôi muốn xin việc làm. Hả? Ý cô nói là? Dạ tôi muốn xin việc làm. Trời ơi, nhìn cô tiểu thơ vậy mà làm gì cô ơi. À, chắc là giận cha giận má cho nên bài trò phải không? Ngữ này ăn ở không chứ làm gì. Hơi, sáng sớm ra tiệm ế mà gặp thứ gì đâu không à. Bực mình à. À, bà chủ ơi, ở trong này có rất là nhiều đồ của tôi theo nè. Hay là bà chủ có xem qua đi. Tôi theo được. Tay nghề của tôi khéo lắm. Cô đem đi đi, tôi không có coi đâu. Bà chủ cứ coi qua đi, tôi cần việc làm. Bà chủ coi đi, được cái mũi kim của tôi sao? Tốt lắm. Dài quá vậy? Bộ ở nhà cha má cô không có dạy cô phép lịch sự hả? Thật tình là tôi biết theo mà bà chủ. Thôi bà chủ đi coi đi. Cái đi cô da nhách à. Chỗ tôi buôn bán mà đi đi. Bà chủ coi qua đường kim mũi chỉ của đi, tôi đi mà. Đi ra đi mà, cái cô này kỳ quá. Đi ra đi. Ủa, cô Hồng Xuân, cô tới lấy đồ hả? Chào bà chủ. Cô chờ tôi một chút nghe. Để tôi lấy đồ liền. Cầm Thư ở đây sao? Đang xin việc làm hả? Anh Cẩm mà biết được á thì... Không, không ai biết tôi ở đây hết á. Cái cửa tiệm này á có đáng giá gì á so với cái cửa hiệu giải của Cầm Thư đâu mà phải lại lục xin xỏ người ta vậy.
Đâu mất rồi một Cầm Thư kiêu ngạo, giàu có, đến thở cũng phải nhẹ nhàng nữa. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ được rằng Cầm Thư, con gái của một thương buôn giàu có nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh, lại có lúc ra nông nổi này, đi ra ngoài trơ mặt ra để cầu khẩn xin việc làm người ta. Cầm Thư không thấy hổ thẹn hả? Có gì đâu mà phải hổ thẹn chứ. Mình làm ăn ngay thẳng, mình kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình, thì có gì đâu mà phải hổ thẹn chứ. Chỉ có những loại người lương tâm bất chính, lúc nào cũng tìm cách hãm hại người khác, thì những người đó mới phải hổ thẹn thôi. Cầm Thư bây giờ thay đổi nhiều quá, cả cách nghĩ cũng khác nữa. Cuộc đời dâu bể, bữa trước sang giàu, bữa sau nghèo khó, âu cũng là chuyện bình thường thôi. Thư có cần mình giúp gì không? Cảm ơn Xuân. Nếu như Xuân còn nghĩ tới cái tình thì mình cầu xin Xuân, Xuân đừng nói cha biết là gặp mình ở đây nha. Không ngờ mày rồi cũng có ngày này, thiệt đáng đời. Bây giờ ngó mày với cái vẻ rách, nhưng vẫn còn đẹp lắm. Vậy nên tao đâu có ngu mà nói với Kim Cẩm là đã gặp mày chứ. Mình biết rồi. Cầm Thư. Anh Dũng Linh. Anh ngồi đi. Em chưa ăn gì hết phải không? Anh biết cho nên anh qua chở em đi ăn nè. Anh là em muốn khóc luôn vậy đó. Biểu ở bển thì không chịu ở bển, đòi ra ở riêng, rồi ăn uống thiếu thốn kiểu này á, sao có sức khỏe. Em có chuyện gì buồn hả? Em giấu anh phải không? Có chuyện gì vậy em? Hồi nãy em có gặp Hồng Xuân. Nhìn cổ bây giờ cổ ăn mặc sang trọng lắm. Tại vì cổ lấy chồng giàu mà. Là cổ tự mình chọn con đường của cổ mà. Rồi em tủi thân em khóc phải không? Không phải, chỉ là em... À thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mà sao em về từ nãy giờ không chịu vô nhà còn ngồi đây? Nhà này tuy vậy nhưng mà gọn gàng sạch sẽ, anh thấy cũng mừng. Mà còn em cũng thiệt là kỳ. Anh đã nói dặn dò là chờ anh về phụ dọn cho mà không chịu, cứ lén lén dọn một mình. Cái tính của em ngang bướng không bỏ. Thì tại em thấy anh bận biểu quá cho nên em không dám nhờ. Với lại đồ đạc của em có bao nhiêu đâu mà phải phiền tới anh. Thôi mà, đừng có giận em nữa, cho em xin lỗi nha. Được rồi. Ủa, mà em thấy chỗ ở mới ổn không? Tất nhiên là ổn rồi, so với ở bên nhà của bà Đốc Phủ Phong tốt hơn biết bao nhiêu lần. Anh cũng tìm hiểu kỹ rồi, cái chỗ này ngó vậy chứ an toàn lắm. Em đã tìm được việc làm mới chưa? Người ta ngó em xong người ta không nhận, với lại họ không tin em. Cực thân em quá. Em không thấy cực, em sống như vậy em thấy thoải mái hơn bao nhiêu lần. Hay là mình cưới nhau đi. Em biết là anh thương em, nhưng mà bây giờ
Cha của em vẫn còn trong tay Kim Cẩm gian ác. Em không thể. Anh hiểu cho em chứ? Anh hiểu mà. Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cái con này ngu quá. Ba có cho ổng vô không? Mày mời ổng vô đi. Dạ. Dạ con mời ông. Ừ. Chào bà Phát. Lâu ngày quá. Chào thầy. Thầy đại ký giả à? Thầy lên Sài Gòn hồi nào? Để tôi tự nhiên. Mời thầy uống trà. Con nhỏ đó à. Mày lấp ló cái gì đó tím. Đi ra ngoài sau làm việc đi. Dạ ba. Sao bữa nay thầy lại đường đột tới nhà của tôi vậy? Nghe nói là sòng bài của thầy làm ăn được lắm mà. Bộ không hay gì sao? Sòng bài đó trở ngược về tại thằng Cẩm rồi. Cái thằng chó má. Thầy cũng đâu phải là dạng dừa. Tôi không tin. Là thằng Cẩm nó chơi tôi. Nó biết tôi có máu đỏ đen nên cài người vô sòng bạc, làm thua trắng tay, đến nỗi phải cầm cố cả sòng bài. Như vậy thì còn trách ai nữa chứ? Không trách, chỉ than với cô thôi. Vì cô và tôi, chúng ta cùng một phe mà. Thầy muốn bao nhiêu tiền? Tôi không có muốn tiền. Tôi chỉ muốn... Tôi đang bầu bì nha. Ông thì không biết điều mà. Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn gặp chồng cô. Ông phán lược. Gặp chồng tôi? Ông muốn gặp chồng tôi để làm gì? Việc riêng của tôi. Là việc gì? Tôi có thể biết được không? Tòa báo tia chớp có nguy cơ bị đóng cửa. Tôi muốn ông phán lược nói giùm tôi một tiếng trên hội đồng thành phố. Chuyện này lớn như vậy, mắc mớ gì tới ông mà ông lại ôm rơm cho nặng bụng chứ? Là tôi làm ở tờ báo tuyên chớp lâu năm nên tôi thương quý tờ báo đó lắm. Với lại tôi cũng cậy mình quen biết với cô Hồng Xuân, cho nên là tôi mới đưa lưng ra gánh cái vụ này với sếp tôi đó chứ. Nếu như mà phi vụ này thành công thì phần của tôi được bao nhiêu? Tôi đâu phải là sếp đâu mà có quyền ngã giá. Nếu vậy thì thôi. Vụ việc này liên quan tới thằng ký giả nhãi nhép Trần Dũng Linh đó. Trần Dũng Linh? Cô biết hả? Không. Chỉ là trùng tên với một người bạn học của tôi thôi. Thằng này vốn là ký giả của tờ báo Tia Chớp. Trước đây nó từng theo đuổi cái vụ hãng sinh cô, nên vì tòa báo thấy nó còn non nên dừng lọt phóng sự này lại. Nay nó nghỉ việc ở tòa báo, quay lại nghề trạng sư, và nó lật lại chuyện cũ. Nếu nó mà thắng trong vụ này thì coi như tờ Tia Chớp dẹp tiệm. Cô hõm ra đọc nhật trình, chắc là cô biết vụ hãng Masenko đang thời sự chứ hả? Tôi bầu bì mệt mỏi, đọc lướt qua nhật trình á, thì tôi cũng chỉ đọc mấy cái mẫu hôn nhân của bà Lam Thảo thôi, chứ tôi không có quan tâm tới mấy cái vụ thời sự đó đâu. Ông phán lược là quan lớn, chỉ có ổng mới giúp tôi được vụ này thôi. Cô có thể kết nối cho chủ bút của tôi gặp chồng cô được không? Chỉ cần ông chịu ra mặt nói giúp tôi một tiếng thôi. Tôi biết ông thương vợ của ông lắm mà. Nên nhớ, tôi vẫn còn giữ rất nhiều bí mật của cô đó. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ nói. Cảm ơn cô Hồng Xuân. À, phải là bà phán lược chứ. Mong bà lưu ý đến những lời dặn dò của tôi. Chúc bà sinh nở, mẹ tròn con vuông.
Cảm ơn ông ký giả. Chào ba tôi về. Tím. Dạ. Ra mở cửa cho thầy ký giả về. Dạ ba. Đặng Minh Chiếu, tao hận mày. Nhìn hai người như vậy, anh mừng quá trời quá đất luôn á. Biết thầy Linh cũng mạnh khỏe, nghe thầy nói quay lại làm trạng sư, tôi mừng quá trời quá đất. Người chính nghĩa như thầy á, giúp được những người mà thấp cổ bé họng như tôi vậy nè. Lúc nãy vô nhà tôi nghe hai anh em đang tranh cãi đùng đẩy chuyện gì vậy? Thì cũng anh ba đó. Nhỏ này nè, nó ngang dễ sợ, nó bướng dữ lắm. Tôi thấy nó mở tiệm mai, nó lèo tèo mà trời ơi, tôi thấy nó nhỏ quá. Vậy đó, bỏ tiền ra cho nó mở tiệm mai lớn mà dứt khoát nó không chịu là không chịu à. Mà thở đời nay, mình bỏ tiền ra cho làm nè, dứt khoát không chịu là không chịu, lắc đầu không chịu là không chịu à. Vậy chứ cô nàng đây cứng đầu là nổi tiếng mà anh ba. Hai người đó hùa lại ăn hiếp em hả? Em thấy anh ba làm ve chai có giàu có gì đâu mà em lại nhận tiền của anh làm ăn. Ve chai vậy chứ tiến bộ hơn nhà băng đó Thư. Thôi, tiền bạc là chuyện nhỏ, tình cảm anh em mình mới là cao quý. Em phải cho anh ba của em có cơ hội để chăm sóc em chứ. Không lẽ anh không có cơ hội à? Cứ từ chối miết thì đâm ra là xa lạ đó Thư à. Thì bây giờ tiệm may em cũng đã mở lại, mà máy may em cũng đã có, nhân công em cũng có, em đâu cần gì nữa đâu anh ba. Em mà đã làm thì phải làm cho ra dốc dáng. Em mua thêm máy nè, em mướn thêm thợ nè. Chứ trời ơi, em cứ làm lèo tèo như vậy rồi biết khi nào mình mới lấy vốn lại được. Thôi em nhận lời. Thôi mình đi kiếm gì ăn nha. Đi đi. Má anh bớt bệnh chưa? Số của má anh trước giờ khổ quá, dầm xương dãi nắng nên già già không bệnh cũng yếu. Đốc ta nói chắc là má anh không qua khỏi con trăng này. Anh không sao, anh cũng thông suốt rồi mà. Chuyện gì đến thì phải dũng cảm đối mặt với nó. Má anh cũng nhẹ nhàng và bình tâm lắm. Và má anh không có gì để tiếc, cho nên anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chuyện ở nhà băng tôi bận ngập đầu, chỉ hận không có ba đầu sáu tay hoàn thành, mà vì mình tôi phải bỏ hết. Bực mình quá à. Em đâu có ép mình đi theo em đâu. Bây giờ mình thích đi về nhà băng thì mình cứ đi đi, đi theo cứ lải nhải hoài chướng con mắt à. Thôi thì để tôi đi nhà băng. Kéo xe. Dạ. À, đau bụng quá à. Trời ơi. Thôi để tôi đưa mình về. Đau bụng quá. Kéo tôi về nhà. Dạ. Mình. Ừ. Đây nè, mình coi đi. Vụ này cũng hơi khó à nghe. Cái này á, mình coi thấy làm được á, thì mình làm. Còn làm không được thì thôi. Ông ký giả này á, cũng là bạn của cậu Hai Sáng, mà không có cậu Hai ở đây, cho nên lại mới chuyển lời cho mình. Nếu mà không phải chỗ quen biết á, thì thôi kệ đi. Chứ cũng biết tôi làm nhà băng mà, không muốn dính vô vụ kiện tụng của đám ký giả. Không khéo á, họ sẽ lôi mình xuống bùn đó. Ây da. Ui trời, cái con quỷ này nè. Mày dũa kiểu gì vậy? Dũa trúng thịt của tao luôn rồi nè. Đi lại dạ. Chỗ khác đi. Đi đây. Dạ con xin lỗi. Ui da.
không có làm được cái gì ra trò trống hết trơn á. Hai đứa ngồi đi. Dạ. Dạ. Sao tự nhiên tới mà ngồi ngoài cửa vậy? Không chịu kêu chị gì hết à? Tụi em mới tới hả chị? Nhỏ này là em gái của em. Dạ. Tên Liêm. Tay chân nó cũng khéo léo, may giá giỏi, nên em dẫn nó theo đó chị. Vậy hả? Nè, cho chị hỏi là hai đứa có biết xài máy may không? Dạ, em cũng từng đi may mướn cho tiệm vải được mấy tháng. Em cũng biết, nhưng chắc không khéo bằng em của em. Hai đứa đã ăn sáng chưa? Dạ, chị em đã ăn sáng rồi, để mới qua tiệm chị đó chị. Vậy thì ngày hôm nay chị sẽ chỉ cho hai đứa cách ráp đồ nha. Dạ, dạ. Sao rồi bây giờ chị chỉ kìa. Hai đứa nhìn chị ráp nè. Dạ. Hai đứa ở nhà tự học cách ráp đồ nha. Dạ. Rồi có tiệm giùm chị. Chị phải đi thăm má của một người bạn. Dạ, dạ. Chị đi đi. Ừ. Hai đứa coi tiệm giùm chị nha. Dạ, dạ chị. Dạ. Dì, con chào dì. Con có đem cháo vô đây nè. Con nấu mấy tiếng rồi. Cháo thịt bằm đó, dì ăn một miếng nha. Dì à, anh Linh ảnh đang bận, dì đừng có mong ảnh nha. Một lát nữa anh xong công việc là ảnh qua đây liền à. Dì ráng ăn miếng cháo cho nóng nha. Với lại dì còn cần gì dì cứ nói cho con hay nha. Có nghe tin gì của Hồng Xuân không? Dạ thưa dì, con có nghe nói Hồng Xuân lấy ông Phán Lược. Nghe đầu là đang có bầu mấy tháng. Lâu lắm rồi con cũng không biết Hồng Xuân ở đâu nữa. Ừ, dì biết rồi. Dạ. Đỡ, đỡ gì nằm xuống. Dạ gì. Má anh sao rồi em? Cầm Thư à, cảm ơn em nghe. Anh thiệt là đang bận quá. Ngó anh bữa nay thấy đen thui à. Chắc là đi nhiều quá hả? Hôm hổm á, em có nghe anh Ba Búa nói anh đang tìm cách lật lại vụ hãng Maysenco hả? Ừ. Anh thiệt thấy mình mắc nợ hai má con chị Lành với thằng Viễn, nên anh đã đề xuất với trưởng văn phòng trạng sư cho mình được trở lại với vụ lạm dụng lao động ở hãng Maysenco. Hổm rày anh cũng đi khắp nơi để dò la tin tức của hai mẹ con họ, nhưng mà tìm không ra. Lần trước em có nghe anh Ba Búa nói ở chỗ dựa gia trai của ảnh á, có cặp vợ chồng làm cho hãng Maysenco. Hay anh thử kiếm anh Ba Búa hỏi thử coi. Ờ, để anh hỏi rồi nghĩ cách nào tới gặp họ. Chứ không như lần gặp chị Lành đó, chỉ nghe nói tới ký giả tới kiếm điều tra là chị trốn luôn, không
không chịu gặp. Em chỉ sợ người của hãng May Senko trả thù. Anh Dũng Linh, anh đi theo vụ này anh cũng phải thận trọng đó. Đám người bên hãng May Senko, họ còn dám bỏ tiền ra để mua chuộc ký giả. Đừng nói chi tới chuyện trả thù, họ sẽ bất chấp tất cả. Thôi đi, mình vô trong coi má anh sao. Chứ mình ở đây lâu, má anh tỉnh dậy không ai lo. Khoan. Nghe em dặn nè, bây giờ không có gì quan trọng hơn sức khỏe của má anh. Trong thời gian này má anh muốn gặp anh nhất. Anh ráng sắp xếp ở bên cạnh má càng lâu càng tốt nha. Thôi mình vô ha. Dạ, chào chú thăm biện. Cậu có phải là con của ông Kim Phan không? Dạ phải. Mấy năm trước chú còn qua nhà cháu ăn mừng thọ cha cháu mà, chú quên rồi hả? Chuyện lâu lắc qua đâu có nhớ. Cha cậu dạo này đỡ chưa? Dạ mạnh, ăn được, ngủ được. Cuộc thi chạy việc giả này dành cho người nghèo, cháu rất hân hạnh được tài trợ giải này. Qua nghe tiếng Mạnh Thường Quân của cậu lâu rồi. Dạ. Nếu có lòng tốt thì người dân được lợi nhiều lắm. Nhà cậu mẹ mất, cha liệt giường chỉ sau một đêm, nên người ta đồn rằng vốn thiện duyên tích lũy của nhà cậu chắc đã tận, hoặc do trong nhà có người đang điềm xấu nên khắc cha khắc mẹ. Đúng là có tin đồn này. Em gái của cháu vì tin đồn này mà bị từ hôn. Hòa không muốn dây vào đâu, kẹo vận khí của Hòa cũng không được may mắn. Thôi vậy nha, Hòa đi đây. Lúc đêm Hòa biểu tới ông cũng ăn chứ sao lúc đó không chê vận khí xấu đi. Thằng cha già. Anh hai, anh có thấy là từ ngày em mang thai da dẻ em đen sạm, mập ra xấu. Ai mang thai mà không như vậy? Ráng đẻ xong rồi ra đây tập tành thể thao với người ta là lấy lại dốc dáng mấy hồi đâu. Chào quý cô. Bữa này tôi mạch lên ai cũng khen. Cảm ơn tiệm của anh đã tài trợ cho tôi. Dạ không có chi. Được quý cô đây bằng bộ đồ này thật là vinh dự cho tiệm chúng tôi. Và quý cô đây quảng cáo giùm với mấy tiểu thư khác trong hội của cô. Nếu như họ tới tiệm, tôi sẽ trích một phần tiền lời để gửi cho cô. Anh hai coi ảnh kìa. Chồng em đang nói chuyện với cô nào mà coi bộ hí ha hí hửng vậy hả? Đàn ông ghét nhất là phụ nữ chua ngoa đanh đá. Dẹp bộ mặt này đi, kẻo thằng chồng mày nó ngán tới tận cổ đó. Thiệt á? Không biết anh là anh hai em hay là đồng minh của Kim Cẩm nữa. Nơi này một lát nữa người ta sẽ thi chạy, còn mày thì bộ bì. Biết vậy tao không đưa mày ra đây đâu. Mà anh hai nói á, anh hai nắm được điểm yếu của Kim Cẩm. Anh hai kể em nghe đi. Anh hai. Bí mật là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận có thể bị nó cắt chảy máu đầm đìa. Mày tính moi chuyện này từ miệng tao để áp chế làm mình làm mấy thằng chồng mày đúng không? Mày ngu lắm. Mày có chắc là mày sẽ đè được nó mà không hay là bị nó. Tao làm vậy là muốn tốt cho mày, mày hiểu không? Nói mày hay, ông già nhà mình nói vậy chứ ông thương mày lắm đó. Mày là con gái, nhưng ông cũng cho mày một chút của hồi môn, nhớ mà giữ lấy, đặng mà phòng thân. May cho mày là nhà thằng Cẩm cũng rủng rẽn tiền tài để mày được sống trong dung lụa, chứ nhớ phải thằng chồng nghèo là coi như đời mày héo úa. Bởi vậy mày phải biết khôn, mày phải biết giữ đạo vợ chồng. Đừng có để thằng chồng mày nó mất mặt. Đừng có lúc nào cũng giở cái thói kiêu ngạo kiểu cành vàng lá ngọc ra, riết nó chán ngán. Nó sẽ đi tìm thục nữ hiền lành, mày biết không? Em biết rồi, anh hai nói nhiều quá. Mà anh hai mày không phải lúc nào cũng ở Bạc Liêu mà dạy dỗ cho mày được đâu đa. Qua đó với nó đi. Minh. Em. Xin chào. Em đi đâu vậy? Ở đây là chỗ đông người, em bầu bì ra đây làm cái gì? Lần đầu tiên cuộc thi này tổ chức dưới Bạc Liêu, em ra coi đặng cổ vũ chứ bộ. Đây là bà nhà của tôi. Xin chào. Còn đây là Anna. Bữa nay tôi cũng đi cổ vũ cho cuộc thi. Chào Anna. Chào Bella. Giới thiệu với ai đó bà. Lần này cuộc thi chạy việt giả là do thầy ấy tài trợ. Thú vị thiệt, không ngờ ở xứ Bạc Liêu này cũng có một người ga lăng như vậy.
gửi lời cảm ơn của tôi chuyển đến với ông ấy. Dạ. Không ngờ cũng có một người ga lăng tặng quà cho cô. Tôi cũng không biết là ai nữa. Dạ chào hai cô. Chào anh. Một lần cô hài lòng với món quà của tôi tặng. Tôi cũng không ngờ rằng ở xứ Bạc Liêu này cũng có một người đàn ông ga lăng như vậy. Tôi cảm ơn món quà của anh. Dạ không có gì. Với sự có mặt của hai quý cô đây, chắc chắn là cuộc thi này sẽ rất là thành công đối với chúng tôi. Dạ xin mạn phép mời hai cô vô trong ngồi để tham dự. Chứ ngồi ngoài này hơi nắng. Vậy thôi mình vô trong đi Anna. Mình đi thôi. Dạ mời. Cô à, cô có sao không? Mời cô. Để tôi dìu cô vô. Cẩn thận. Đây để tôi. Cảm ơn. Rồi từ từ ha. Dạ mời cô. Cô còn đau lắm không? Hình như tôi không có hợp với cái xứ này hay sao. Đủ thứ chuyện không hài lòng. Chắc là tôi phải suy nghĩ lại có nên kế hoạch ở đây hay không. Cô có kế hoạch gì ở đây hả? Tôi và Anna đang tìm đất mở xưởng ở đây, nhưng mà chưa tìm được trợ lý. Bản thân tôi sẽ làm trợ lý cho cô. Sao? Có hợp không? Được, tôi sẽ cho anh thử việc. Tôi sẽ cố gắng hết sức thôi cô. Cho tôi hỏi là hai cô hiện nay đang ở đâu? Hai chúng tôi đang ở khách sạn, nhưng mà còn thua chỗ người hầu ở nữa. Thật là tồi tàn. Tôi có nhà ở đây, tại sao mà để cho hai cô ở khách sạn quá bất tiện. Vậy đi, trước mắt tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông thầy thuốc, để ổng coi lại cái chân cô ra sao đã. Và nếu như hai cô không chê, mời hai cô về nhà tôi ở tạm vài hôm. Tuy là nhà tôi không giàu có, nhưng mà lúc nào cũng có người hầu sẵn sàng phục vụ cho hai cô. Vậy thì tốt quá, tôi sẽ trả tiền chỗ ở cho anh đàng hoàng. Không cần, không có gì. Cảm ơn anh nha. Cuộc thi sẽ bắt đầu. Chân của cô đang đau, có tiếp tục xem được hay không? Cảm ơn, tôi không sao. Vậy thì hay quá. Dạ xin lỗi bà, xe con bị hư càng, để con bắt xe khác cho bà nha. Vậy hả? Dạ không sao thưa bà. Được rồi, nè tôi gửi thêm tiền. Cướp! Anh cướp! Bớt người ta! Anh cướp! Đứng lại! Đứng lại! Ui! Dì ơi! Dì có sao không? Bà ơi! Bà có sao không bà? Dì có sao không vậy? Tôi không sao. Tiền nè, chú cứ cầm để sửa xe đi. Dạ. Dạ cảm ơn bà. Cái bóp của dì đây. Dì thật sự không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn cô nha. Dì ơi, tiệm của con ở đằng kia kìa. Dì vô tiệm của con ngồi nghỉ một chút, để ổn rồi dì muốn đi đâu thì đi ha. Để con đỡ dì. Dì đi từ từ thôi, cẩn thận nha. Ở đằng kia kìa dì. Dì vô đây nè. Dì ngồi nghỉ chút cho đỡ mệt nha. Thấy con nhỏ con như vậy mà cũng liều thiệt ha. Con không sợ bọn cướp hay sao? Con sợ chứ gì. Nhưng mà nãy giờ con đánh cuộc là trước chỗ đông người như vậy, bọn cướp không có dám làm liều đâu. Ngày mai dì có một buổi tiệc quan trọng, con có áo dài nào đẹp không? Lấy cho dì đi. Dạ. Dì đợi con một chút, con lấy cho dì nha. Con thấy cái màu này hợp với nước da của dì đó. Màu này đẹp lắm. Mà áo dài này con may hay ai may? Dạ con may. Ủa vậy hả? Không ngờ con còn trẻ như vậy mà may đường chỉ nè, rất là sắc sảo, kiểu dáng cũng rất là đẹp. Dì cũng biết kỹ thuật may này nữa hả? Lâu rồi dì mới thấy có người có kỹ thuật may như vậy. Cứ tưởng là những người thợ may khéo léo như vậy không còn nữa chứ. Hôm nay lại xuất hiện cô thợ may, may rất là đẹp. Con cảm ơn dì. Dì thích cái áo này lắm. Dì ướm thử đi. Không biết có vừa không. Được không? Hợp với dì lắm đó Đa. Vậy hả? Dì có muốn mặc thử không?
Cái này bao nhiêu vậy con, cho dì gửi. À, dạ con tính chết rồi. Thiệt tình già lẩm cẩm. Hôm nay ra cửa vội quá, dì mang theo bóp mà không mang tiền, không biết làm sao nữa. Không sao đâu dì, dì cứ mang cái áo dài này về trước. Bữa nào dì đi ngang qua tiệm của con, dì gửi cho con nha. Không sợ dì trốn luôn hay sao? Con không có sợ. Nếu mà dì muốn trốn á thì con được lợi rồi. Dì sẽ mặc chiếc áo dài của con đi quảng cáo giùm con khắp nơi. Cảm ơn con nha, con dễ thương quá. Dạ. Con gửi dì cái áo. Dì cảm ơn con nha. Dạ. Cẩm Thư. Anh Dũng Linh. Bữa nay anh có chuyện gì vui hả? Anh tìm ra địa chỉ của má con chị Lành rồi. Hay quá. Vậy má con của thím Lành đang ở đâu vậy anh? Là Tây Ninh. Vợ chồng của anh Út Tía cho anh đó. Út Tía? Chứ anh Ba Búa tác động sao đó mà lần rồi trở lại họ đồng ý và chịu nói chuyện với anh. Chuyện vợ chồng Út Tía cũng hay lắm. Để bữa nào rảnh anh sẽ kể em nghe. Bây giờ anh phải chạy về nhà trọ lấy đồ đi Tây Ninh liền đã. Nghe chị Năm Lan, vợ của anh Út Tía nói, chị Lành chỉ trở bệnh nặng lắm. Anh sợ không kịp gặp thăm sẽ ân hận cả đời. Nghe sao mà thương quá vậy. Em có ít tiền anh gửi cho họ giùm em nha. Thôi, tiền có đây mà. Cũng tính lên trển đưa cho thằng Viễn để nó thuốc thang cho má nó. Anh cứ cầm lấy số tiền này, anh gửi cho thằng Viễn giùm em. Anh cứ gửi cho họ, nói là em gửi. Trước khi về đây anh có ghé thăm má. Má bữa nay coi thanh mảnh hơn nhiều nên anh cũng tạm an tâm. Em ở nhà coi ra vô chăm sóc má giúp anh. Dạ em biết mà. Anh mà không dặn em thì em cũng qua chăm sóc cho má anh mà. Cực cho em rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Thôi giờ anh đi nha. Dạ. Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp. Dạ chào cậu hai, chào cô. Nè, cầm vô giùm tôi. Dạ. Dẫn cô Bella về phòng giùm tôi. Dạ cậu hai. Mời cô đi theo con. Mời cô. Sao tự nhiên anh rước người lạ vô nhà mình vậy? Tôi thấy kỳ cục lắm đó đa. Từ từ sẽ hết lạ thôi. Cô ta là đàn bà, anh không ngại người ta dị nghị sao? Em quên là hôm trước tôi đã nói về chuyện này rồi đa. Tôi bây giờ chỉ còn thiếu một cái chức quan. Cô ta thì quen biết lớn, có địa vị, nên tôi mới đưa cổ về đây ở. Với mối quan hệ của cổ sẽ đưa tôi tới chức vụ mà tôi đang cần. Tôi mà là quan đốc phủ thì mình cũng là bà đốc phủ, không thích sao ra. Nhưng mà cô ta có cái mà tôi đang cần. Đây chính là con đường tắt để đưa tôi về giới thượng lưu. Cho nên em hãy dẹp cái tính đàn bà ganh tị ích kỷ qua một bên đi. Đừng phá hỏng kế hoạch này của tôi. Bộ thiếu tiền hay sao mà cần đến cô ta lót đường? Bây giờ tôi bỏ tiền muốn cái chức quan đó cũng được nữa. Giới thượng lưu này không phải có tiền là được. Mua quan bán chức phải có người máu mặt bảo chứng cho mình. Ôi thôi 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 thôi, đàn bà tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu được chuyện của đàn ông đâu. Mình chỉ cần nhớ chú ý giùm chuyện ăn ở ngủ nghỉ của cô ta, như vậy là được rồi.
Dạ thưa cậu mợ, cô Bella nói á là không ăn món ăn Việt Nam, phải nấu món Tây á thì cổ mới chịu ăn. Với lại cổ nói á, cổ chỉ thích ăn trong phòng thôi à, không ra ăn chung với mọi người à. Vậy thì mau đi bời đầu bếp ở nhà hàng Tây, về đây nấu cho cổ ăn. Cổ thích á thì mình mang vô phòng luôn, đưa tận tay cho cổ. Dạ. Mà nè, khoan, còn nữa, đi ra ngoài vườn của mình, thấy cái bông nào mà nở đẹp nhất, cắt đem vô phòng để tặng cho cổ. Dạ. Mình có bao giờ tặng bông cho tôi đâu. Rồi, làm một bình bông đẹp hơn nữa, đem vô phòng cho bà cô bay. Dạ, con xin phép cậu mợ con đi à. Đi nhanh lên. Với đồ ăn, nhưng các nước phương Tây thì khác. Họ lại sử dụng dao dĩa để đựng vào các thức ăn. Người mới như mông tơ cẩm mà đi dự tiệc phương Tây chắc không quen. Vậy hả? Không phải. Vậy nên bắt đầu chúng ta thực hành cái bài tập này nha. Mà mình tập ăn mặn này hả? Ừ. Mà thôi mình uống đi. Dạ mời cô. Nghe như là mùi hoa hồng hả? Bên cạnh kim cương thì nước hoa. Hương vị vườn hồng là đam mê của tôi. Nước hoa là một món đồ trang sức. Thiếu nó, tôi cảm thấy mình không phải là đàn bà. Thật lòng thì tôi rất thích phụ nữ biết chọn mùi hương cho mình. Đó là một ấn tượng rất khó quên. Thường thường, đàn ông giống như tôi không bao giờ nhớ được là ngày hôm đó phụ nữ mặc đồ gì, xách cái túi gì. Nhưng mà mùi hương trên cơ thể cô ấy thì... Ô là la, mông sờ cẩm lãng mạn như người Pháp vậy. Tôi... Anh Cẩm. Cái gì vậy? Anh đang tập theo phương Tây mà, mình phải hội nhập chứ em. Tập. Mình đi mua sắm đi, để tôi kêu mấy đứa đưa mình đi. Biểu tôi đi mua sắm, hai người ở đây mèo mã gà đồng đúng không? Thôi, tôi đi ngủ trưa đây. Chúc hai vợ chồng quý vị trò chuyện vui vẻ nha. Tôi chịu hết nổi rồi đó. Ngày nào cũng ra vô nhìn cái bản mặt nhân nhẫn của cô ta tán tỉnh anh đi ra đi vô mà tôi không làm được gì hết hả? Tôi muốn lên Sài Gòn. Được, có gì tôi nói mấy đứa đưa mình lên Sài Gòn. Đây là em trai kết nghĩa của tôi. Dạ. Đây là ngài hiệu trưởng trường dạ. trung cấp. Ngài từng đi du học ở dạ. bên Pháp nên tôi có dịp được quen với ngài. Rất hân hạnh được quen biết thầy. Hân hạnh. Dạ. Mời mọi mời người. Cậu. Dạ. Dạ, mời. Mời. Mời.
Người chết đâu hết rồi mà để nhà cửa vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy nè? Tụi bay đâu hết rồi? Dạ dạ dạ. Dạ chào cô hai. Dạ sáng nay á, con nghe nói cô về Sài Gòn nên con cứ tưởng. Tao đi đâu làm gì báo cáo với mày hả? Dạ đâu có. Thôi 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 mệt quá. Cậu đâu? Dạ cậu với cô Bella ra ngoài từ lúc chiều rồi à. Thôi mày đi đi. Dạ. Đó, anh hai coi đó. Em đòi về trển mà anh cũng không giữ em lại. Rồi ở đây á, từ ngày cặp kè với cái bà Đầm đó, suốt ngày á, đi sớm về trễ, không coi vợ con ra gì hết trơn hết á. Tao nghe người quen nói hai người nhận nhau làm chị em nuôi mà. Nuôi 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 gì cái thứ đó. Nuôi rồi có ngày cũng lên giường à. Tánh với nết vậy biết sao mà ổn được. Anh ơi, anh đừng có làm nữa coi. Giờ em phải làm sao? Hôm nay anh có thấy vui không? Tôi vô trước đây. Nè, anh hai thấy vợ chồng bay gần đây vì người ngoài mà gây nhau miết, anh hai cũng phải nói một hai mới được. Cậu biết con ba nó bầu bì lớn bộn vậy mà cậu cứ đi miết rồi dây dưa không rõ ràng với người đàn bà đó. Thôi giờ hai vợ chồng bay làm lành với nhau rồi cậu kiếm cớ gì đó để cô ta dọn ra khỏi đây đi. Anh hai nói đúng rồi đó. Nói xong chưa? Nè, tôi nể anh là anh vợ của tôi. Từ nãy giờ tôi bước vô đây để tôi ngồi tôi nghe hết. Nhưng mà anh quên rồi hả? Đây là nhà của tôi, là địa bàn của tôi. Anh có tư cách gì mà anh vô đây anh dạy đời tôi? Còn cô, người ta vợ hiền thì gia sự bình yên. Cô coi lại đi, ngoài việc cô về đây xài tiền ghen tuông với gia với dẫn, cô giúp được cái gì cho tôi? Tôi rất là hối hận khi cưới cô về đây. Bella là khách quý của tôi, cô muốn ở đây bao lâu thì đó là chuyện của cổ. Không ai được phép nói ra nói dạng của chuyện này nữa, biết chưa? Đi, đi về. Không việc gì ở lại đây, cho nó leo lên đầu lên cổ mà sỉ nhục mình. Ủa? Cha. Sao cha về đây? Bên kia hư đường ống nước nên tao về đây. Ủa, mà hai tụi bay làm gì đi về đây vậy? Tại chồng con nó hắt hủi con, nó đi theo gái rồi cha. Nếu nó muốn ngoại tình, mắc gì nó đem người về tận hắn ổ cho con chứng kiến. Mày ngu dại lắm con ơi. Mày bỏ nhà đi, giường không nhà trống, thì nó mới có cơ hội mèo mỡ như vậy đó. Con không chịu nổi cảnh đó, thà con bỏ đi. Cô ba à, ghen tuông như cái kiểu của cô á, thì đàn ông nào mà chịu nổi chứ. Đằng này á, người ta giúp cho chồng của cô được vô vòng tròn giới thượng lưu, cô phải cảm ơn người ta nữa đa. Cái thằng con trẻ này á, ta thấy nó cũng nhiều tham vọng lắm. Hai đứa bay không giúp đó thì thôi, mở đó phá đám làm gì. Cha, con là con của cha đó, cha không binh con tiếng nào trơn á. Tao binh cái lý, tao không có binh cái tình. Con trai nó lại đói rồi. Để em vô trong kiếm gì ăn. Mình với lại cậu hai có đói bụng không? Mình kêu người ở á, làm chút gì đem lên phòng cho con ba ăn luôn. Chắc hai anh em chạy cả đêm cũng không có gì trong bụng rồi. Cậu hai ngồi chơi ha. Ủa cha, cha thấy thằng Cẩm nó tính toán thiệt sao? Rõ ràng rành rành như vậy, khỏi có bàn cãi nữa. Mà tao thấy con ba nó cũng kỳ nữa. Đàn ông thì năm thê bảy thiếp, nhưng miễn sao nó đạt đến mục đích của nó thì thôi. Trong lòng nó thương con ba là đủ. Nghe mà giận
hai đứa mệnh khổ lận đận phải biết yêu thương nhau biết không? Con không cầm thư. Con đây. Gì? Cậy nhớ con ở lại để chăm sóc cho Dũng Linh. Dì hứa với dì đi con. Con hãy hứa với dì đi. Dạ. Dũng Linh. Dạ. Má cảm ơn con đã tha thứ cho má. Giờ má thanh thản đi gặp cha con được rồi. Đừng buồn nghe con. Cả đời má nợ ông nhiều lắm. Chờ má xuống làm bạn với ông cho ông vui. Chứ bỏ ông một mình tội nghiệp. Má Dũng. Ơi má. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má. Má ơi. Về trước đi, anh muốn ở đây với má một chút. Vậy em về trước, em về nhà nấu cơm, em chờ cơm anh nha. Ừ. Má, con xin lỗi má. Lần nào có chuyện con mới về thăm má. Nhưng má biết trong lòng của Lý Văn Sỏi đây chỉ có duy nhất má mà thôi. Má, lần này con muốn mua chức quan trong hội đồng hàng tỉnh. Má có linh thiêng, má phù hộ cho con nghe má. Khi nào rảnh con sẽ ghé thăm má. Nè, tôi nghe nè. Sao? Chú nhớ coi sóc mộ cho má của tôi. Nha. Rồi. Có gì thì chú nhớ báo cho tôi liền. Rồi. Cảm ơn chú nhiều lắm. Được. Thôi, tôi đi. Chú. Dạ. Chú qua đây coi giùm con cái này. Chú ơi. Sao cậu? Bây giờ xung quanh mộ của má con nhiều cổ quá. Bây giờ chú làm sạch sẽ giúp con được không? Được. Dạ. Chú cho hỏi. Người hồi nãy đứng nói chuyện với chú, hình như là con có quen biết thì phải, nhưng mà con sợ nhìn lầm người. Cái cậu hồi nãy đó hả? Dạ, vậy có phải anh đó là anh Bảy Đảnh không chú? Cậu lộn rồi. Đó là thằng Sỏi. Nó ở xóm mình đây nè. Từ ngày má nó mất á, rồi cha nó chết nè, em nó chết, rồi nó bỏ đi biệt xứ luôn á. Mà chỉ có ngày rằm hay ngày giỗ nó mới về. Nó cúng đủ lễ hết trơn á. Thằng này nó sống rất có hiếu lắm. Trên đời này
Người giống người là chuyện thường chú ha. Mà theo con nhìn thấy, mộ của má ảnh xây khang trang nhất ở đây. Coi bộ ảnh cũng giàu có dữ hả chú? Tôi không biết nó phất sao chứ hồi xưa nó sống với cha má nó nghèo mặt riệp luôn á. Xong có khúc người có lúc chú ha. Ừ. Bộ cả gia đình của anh ta hồi xưa sống ở đây hay sao chú? Thì hồi xưa họ sống ở xóm mình đây mà. Ờ thôi vậy cậu cứ đứng đây ha, để qua tôi phát cỏ một cái rồi tôi còn về sớm nữa. Trễ rồi. Dạ dạ dạ. Dạ chào cậu. Chào cô. Ừ. Chào các cô. Sao bà Đầm này chưa đi nữa mình? Coi bộ nhà ta bữa nay đông vui quá ha. Tôi cũng tính về đây sớm rồi, nhưng ngặt nổi ông Phán ông bệnh hoài. Mình à, mình đi xe có mệt không? Con nó có hành mình lắm không? Con nhớ mình nên đạp dữ lắm á. Thôi mình vô nghỉ ngơi, tối nay tao đưa mình đi ăn tiệm món mình thích nghe. Mình chịu không? Mình là bà chủ, phải ra dáng bà chủ chứ. Tao đưa mình vô nghỉ. Hình như cô là tình nhân của anh ta. Bộ anh kể cho cô nghe hả? Không, anh ta chưa bao giờ nhắc đến tên cô. Nhưng mà tôi nhìn vào ánh mắt của cô là tôi biết cô là tình nhân của anh ta. Cô cũng không có khác gì tôi đâu. Cô sai rồi. Chúng tôi á đi tìm tiền chứ không phải ngồi đó mà chờ tình nhân đến. Đúng rồi đó. Bây giờ vợ của người ta về rồi kìa, còn không biết dọn đi hả? Thứ đàn bà nông cạn này chỉ được cái khờ dại. Có bầu ăn trái cây đi à, cho nó khỏe. Ông muốn cái gì? Tôi thấy cũng lạ, sao cô không lo cho ông già? Hay là cô sợ ba Kiềm biết đứa con đó là của Kim Cẩm? Ông mà nói chuyện đó ra tôi còn mừng nữa kìa. Thầy Chiếu với lại cô Hồng Xuân nói chuyện gì mà vui dữ ha. Tôi qua đây hỏi thăm thôi mà, chứ không có gì hết. Tôi về nha cô Cẩm. Chào cô. Anh Cẩm có sao không? Không sao. Mày nghĩ mày làm những gì sau lưng tao? Tao không biết sao. Đi thông đồng với kẻ thù để làm việc hả? Đồ con chuột, người ta sẽ làm việc thật lòng với mày sao? Bèo La này ghét nhất là thể loại ăn cháo đá bát. Uổng công tao đã nâng đỡ mày, giới thiệu mày với giới thượng lưu từ xưa đến giờ. Nè nè nè, bà đứng lại cho tôi. Bà có tin bà nói một tiếng nữa đụng đến chồng tôi đập bà không? Nè thôi thôi, thôi đừng có lại sùm nữa. Thôi thôi thôi, thôi cái gì mà thôi. Mình cứ sao của mình. Tụi bay đâu? Tụi bay, các bà đi, đi đốt tờ nè. Nhanh lên. Sao rồi? Bà Đàm Bèo La đó không phải là dạng dừa. Chú em đã làm bích lòng của bà ấy. Bà đã nói rằng chú đã lợi dụng tình cảm của bà để làm bàn đạp tiến thân. Bà còn nói chú em không đạt được mục đích, đã đuổi bà ra đường như con chó. Chú em biết mà, bà Đàm Bèo La có sức ảnh hưởng như thế nào. Chú em liều quá. Nghe như vậy mò lò quá. Ngặt gì mình đã bỏ tiền vô cái cuộc chơi này rồi, nên phải ráng mà theo chứ thối lui sao được. Đúng là miệng lưỡi thế gian. Khi mà họ không thương, họ muốn nói xuôi nói ngược gì mà không nặng chứ. Thôi bỏ đi, cũng do tôi sơ suất cho nên mới bị Bèo La
hại tới như vậy. Bây giờ cô muốn nói cái gì cứ mặc kệ cô đi. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ dạy dột để cho họ lấy tiền nữa. Trong vụ này, suy cho cùng Bella cũng là người bị hại. Chú em biết rồi đó, đàn bà khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo. Đối thủ của chú em biết Bella đang tức giận chú em. Chuyện ba Kim trở về mà chú em lại đứng về phía ba Kim. Bởi vậy có đàn bà dính vô là hư cơm hư cháo hết. Thôi tôi không tranh cử nữa. Ở không cho khỏe, buồn thì tôi đi chơi, đánh bài, uống rượu đó, con à, thấy không? Làm ông nhà giàu sung sướng khỏi phải nhức cái đầu. Làm quan chi? Ừ, nè, con ba Kim sao rồi? Còn ở trong đó, nó là đau tôi nhức đầu quá. Nãy giờ qua lưu bu vì công việc của chú em, mà quên hỏi lúc đó cô Hồng Xuân bị té chảy máu, không biết có ai đưa cổ đi nhà thương không? Ôi thầy ơi, chuyện ngay người đó lo đi. Ai biểu cổ nhà qua làm cái gì? Đàn bà mệt thiệt. À, mà cái cô vũ nữ mà chú em quen ở vũ trường á, cổ chết rồi. Nè, tự nhiên đang nói chuyện này bắt qua chuyện khác là sao? Thì rảnh quá vậy. Mò cho nói vậy thôi. Nếu chú em còn dính dáng gì tới cổ thì liệu mà đi kiểm tra sức khỏe của mình đi. Cổ chết vì bệnh lậu đó nè. Kim Cẩm. Hả? Đi đâu vậy? Ba Kim vẫn còn trong kia mà. Ông gọi chữ cổ giùm tôi một cái. Tôi có giúp việc riêng. Với nó, đàn bà chỉ là cái áo mặc chán rồi cởi bỏ, không chút bận tâm. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Bác sĩ đâu? Con tôi đâu? Trả con tôi lại cho tôi. Con tôi ơi, đâu? Cô bình tĩnh lại đi cô. Người ta, bình tĩnh lại đi. Đâu? Hả? Người ta đưa cô vô trễ quá, con của cô mất rồi. Cái gì? Cô nói cái gì? Không phải, bác phải như vậy. Bác sĩ con, ơi, con mất. Bác sĩ, người trả cô, con tôi lại cho đi. Trả con tôi lại đi. Cô, con tôi đâu? Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh cô ơi. Bình tĩnh lại đi mà. Giữ chặt cô lại, tôi lấy thuốc. Dạ. Con tôi không có chết. Con tôi không có chết. Trả con tôi lại cho tôi. Bình tĩnh lại đi cô. Con tôi không có chết. Cô qua bên kia, giữ tay cô lại. Dạ. Trả con tôi lại cho tôi. Bình tĩnh lại đi cô. Mình à, mình thấy sao? Con đâu? Y tá cho con bé bú xong ngủ rồi. Tôi bị đối thủ gieo tiếng hãm hại. Bây giờ không thể ra tranh cử được mình à. Mình với cô Bella đó có hay không? Mình nghĩ sao vậy? Nếu có đã có từ lâu rồi. Cái việc gì phải đợi đúng ngay cái dịp tranh cử thì mới lòi ra. Mình không thấy là trùng hợp hay sao? Em tin ở mình hết cách rồi hay sao mình? Nhưng thôi, bỏ đi. Không có cái này mình quay qua làm cái khác. Mình cứ mệt không? Ngủ thêm chút nữa đi. Dạ.
Không, con tôi không có chết. Mấy người giấu con tôi ở đâu vậy? Hả? Con tôi không có chết, nó còn sống mà. Tôi phải đi kiếm con tôi. Tôi phải đi kiếm con tôi. Con tôi không có chết. Con tôi không có chết. Con tôi không có chết. Con của má, con của tôi vẫn còn sống đây mà. Ai nói nó chết? Nó không có chết. Con của má. Con trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Con trả con cho tôi. Vậy? Bỏ con tôi ra. Là con của tôi. Con của tôi. Con làm cái gì vậy? Trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Con của tôi mà. Con của tôi mà. Tôi lại mấy người. Mình đúng là xui xẻo thiệt. Bây giờ bị con vụ nữ đã lây bệnh, không thể có con được nữa. Không lẽ cuối đời của Kim Cẩm này thảm tới mức không có được thằng con trai để tang hay sao? À, mày đem cơm đi đâu vậy? Dạ, cô Hồng Xuân bồng em về. Con nấu cơm cho cô ở cử. Cô Hồng Xuân thì liên quan gì tới cái nhà này? Mà ở cử là sao? Dạ, con nghe mấy chị người làm nói á, cô Hồng Xuân á là má vợ của cậu chủ á. Cái gì? Thiệt tình? Dạ. Ê, đem đi đâu vậy? Dạ, con bưng xuống. Tao kêu mày bưng xuống hồi nào? Dạ, vậy bưng lên hả cậu? Đi đi. Dạ. Thiệt tình. Dạ, mời bà dùng cơm à. Để đó đi. Dạ. Ngộ thiệt đó. Ngộ cái gì? Mở xem nè, hai cái tay á y hệt như cậu hai. Còn cái miệng nè, chín chiếm y như cậu hai nữa. Dạ, chào cậu hai. Thôi mày đem cậu ra ngoài cho mát đi. Dạ. Em quen ông Phán Lược mới có 7-8 tháng. Không lẽ sanh non? Mà cũng không phải. Sanh non hả? Sao đặng? Thằng nhỏ cứng cáp quá mà. Hôm bữa em nói với tôi là trước đây em không có uống thuốc phá thai. Vậy thằng nhỏ đúng thật là con của tôi, có phải không? Nó là con của tôi phải không? Anh sẽ đuổi má con tôi đi chứ. Con trai. Mình ơi, mình. Con trai. Đó là con trai đó. Mình hồi nào mà mình. Anh không sợ người làm họ nghe thấy rồi họ nói lại với cô Ba Kiềm sao? Nè, má của con tôi thì tôi phải kêu là bằng mình cho trúng lệ chứ. Để đó đi, tôi rót. Ừ, rót cho. Nè. Ừ, hai đứa mình quen nhau từ nhỏ lại thương nhau.
Rồi bây giờ có một đứa con máu mủ của tụi mình. Bấy lâu nay tôi nghĩ mình còn nghĩ chút tình nghĩa thương yêu, không lẽ muốn dứt tình gấp như vậy sao? Chuyện cũ xưa giờ á, chẳng bao giờ tôi quên được hết á. Nhưng mà vì tính khí của tôi là người thiệt hành chứ không phải là người đa cảm, cho nên nếu lấy tâm lý mà xét cho tường tận á, mình thương tôi vì nay có đứa con này chứ đâu phải tự nhiên mà thương. Mình thôi mà, mình nói vậy thôi chứ mình là người trọng tình trọng nghĩa thôi. Đó là con của tôi, sau này của cải gia tài của tôi sẽ để lại cho nó. Vậy còn cô Ba Kiềm thì sao? Trời ơi, con gái thì cho nó chút đỉnh tiền đi theo chồng, con trai mới là quan trọng, nói giỏi tống đường. Nè, nhớ đó nha, mình nói được là phải làm được. Chứ sao, nó là con trai của tôi mà. Đại ca, đại ca không sợ ông Chiếu tham lam, ông nuốt luôn sòng bạc của mình sao? Thằng Khứ này tham lam lắm, không dám ra mặt để đòi tiền hay là dạy dỗ đâu. Dạ. Nhưng mà một khi con cọp rụng răng thì cũng vẫn là con cọp, dễ gì mà chịu nằm yên. Em hiểu. Nói thiệt, tao cho Khứ ngồi chung xuồng là vì sợ Khứ nổi điên lật xuồng. Từ từ đại ca sẽ cho Khứ chìm xuồng luôn. Dạ đại ca. Làm việc đi. Dạ đại ca. Ừ, cái gì? Thầy Minh Chiếu tới. Thầy. Mời thầy ngồi. Ê, tôi mua lại sòng bạc này từ tay thầy Thông Ngôn. Thầy Minh Chiếu à, nếu như thầy chịu thì ở đây quản lý sòng bạc cho tôi. Cái công quản lý tôi chia cho thầy 3, còn tôi 7. Thầy thấy ổn không? Không biết nói gì hơn với chú em. Mấy chục năm trong đời, chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm. Lúc nhỏ mọi chỉ có hai bàn tay trắng thôi, lao thân mệt trí, lập kế lo mưu, khum lưng uống lưỡi mà làm cho trở nên giàu sang. Rồi đến nay hai bàn tay trắng cũng trở về hai bàn tay trắng. Mai mà giờ có chú em nhân hậu đón mo, không thì giờ này chắc mo ở đầu đường xó chợ. Thiệt tình mo biết ơn chú em lắm. Kim Cẩm. Thôi thầy ơi, đâu có gì đâu, thầy là thầy của tôi mà, thầy phải nhớ. Chỉ cần thầy đừng tái diễn lại hành động giống như lần trước. Mo biết lỗi rồi, mo thề sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa. Cảm ơn vì cơ hội này. Thầy cố gắng ở lại quản lý sòng bạc cho thật tốt nha thầy. Nhanh lên. Vô đi. Ế gì mà ế dữ vậy trời. Má, con nói má nghe này nè. Má coi nè, trên báo á, khen con Thư mở lớp học ban đêm quá trời quá đất luôn. Vì vậy á mà khách mới kéo qua đó hết đó má. Cũng biết chơi chiêu ha. Được rồi, mày có chiêu á thì tao cũng có chiêu. Em cẩn thận đường mây này nha. Dạ. Đúng rồi đó, đạp từ từ thôi. Dạ. Mày khéo khéo chút xíu nha. Dạ. Đúng rồi đó,
cứ đạp từ từ là được. Cô Thư ơi. Dạ chào cô. Tôi tới để báo cho cô hay là có hai má con bên kia đó, họ đang lên kế hoạch để hại cô nữa đó, nên cô phải cẩn thận nha. Cảm ơn cô, con biết rồi. Bà qua đây làm gì? Thấy bên này làm ăn được, tính xin về lại làm hả? Hay là bà tính qua đây ăn cắp mẫu rồi đem về bển? Quan cho tôi đâu có dám. Xin phép cô, tôi về. Em làm tiếp đi. Cô là chủ ở đây phải không? Dạ. Cô lừa tôi nè, mua mấy chục đồng bạc cái áo này, tôi chưa mặc là đã rách, đúng là đồ dởm mà. Ủa? Mọi người ơi, vô đây coi tiệm Mai Cầm Thư lừa đảo nè. Mọi người ơi, đừng có ngu dại mà bỏ ra mấy chục đồng bạc mua mớ giải rách này. Gì? Gì có chắc là cái áo này được may ở tiệm may của tôi hay không? Đúng, tôi mua hồi tuần rồi, định giặt rồi mới mặc. Tôi tính lấy ra giặt thì chưa gì đã rách rồi, đúng là lừa đảo. Kêu phu lít đi em. Dạ. Đền tiền đi chứ kêu phu lít làm gì? Thì do cô nói lừa đảo mà. Mà đã là lừa đảo thì chắc chắn phải có pháp luật xử lý, chứ đâu để người ta du quan như vậy chứ. Cô đừng tưởng cô quen với phu lít bỏ ra mấy đồng bạc để qua mặt khách hàng. Mọi người ơi, vô đây coi tiệm Mai Cầm Thư lừa đảo nè. Chào bà, chào cô. Như vậy tôi có thể khẳng định cái áo này không phải là của tiệm tôi may. Nếu như là khách hàng của tiệm may Thư đều biết, trên mỗi chiếc áo đều theo tên của tiệm may tôi ở phía bên trong. Chiếc áo này hoàn toàn không có. Thôi đi cô Thư, cô giỏi nhất là chặn họng người ta. Cô á, đền tiền cho người ta đi chứ. Để cho người ta bỏ tiền cao ra mua giải dởm thì tội nghiệp cho người ta lắm đa. Nếu như mọi người ở đây không tin, mọi người có thể nhìn kỹ chiếc áo này, hoàn toàn không có theo tên của nhà may Cầm Thư trong đó. Em đi gọi phu lít đi. Dạ. Dạ, xin cô tha cho tôi. Tôi nhận tiền của tiệm may cô Ba Huệ đến phá cô. Cô tha cho tôi. Em cứ kêu phu lít tới đây, người ta sẽ có cách xử lý ai là người đúng, ai có lỗi trong vụ này. Hiểu lầm thôi mà, bỏ qua cho tụi tôi đi. Dù sao thì cô cũng đã ở đỡ cho nhà tôi. Thôi được, lần này là lần cuối cùng tôi bỏ qua. Mong bà và cô đừng tới đây quậy phá nữa. Dạ cảm ơn cô. Dạ con chào thầy, con chào ông. Thầy mày đâu? Dạ đang ra. Có chuyện gì vậy? Dạ chào cha, chào anh hai. Mày làm gì mà hai người để non vậy? Đã có người nói cho tao biết chuyện mày làm em tao sanh non vì cái bà đầm tay đó, phải không? Hai người tới đây thăm vợ với lại thăm em gái hay là để chất vấn qua vậy? Hai người đó đâu rồi? Cha cứ yên tâm, họ ở trong phòng được chăm sóc kỹ lưỡng, cơm bưng nước rót. Hai người cứ vô thăm đi. Thôi bây giờ qua có việc, qua phải đi đây. Mày không ở nhà chăm em tao còn đi đâu nữa? Anh hai sao vậy? Phụ nữ sanh đẻ phải ở cử. Tôi ở nhà có giúp ích được gì đâu. Thôi xin phép. Dạ. Dạ con mời ông với thầy vô nhà. Để vali đó con xách vô cho. Mày. Dạ. Nè. Dạ. Nè bước đi, bước đi đi. Ừ, bước đi ha, từ từ ha. Đó. Đó giờ bỏ nạn nha, bỏ nạn nha. Đó. Ê, từ từ. Rồi coi chừng nha. Nè, từ từ ha. Nè, từ từ. Đó. Đó, từng bước nha, từ từ nha. Đó, chú bước từng bước. Ừ, đó, vậy á. Ừ, chậm nha. Nè. Rồi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đó. Từ từ nha. À, ngồi xuống. À, từ từ. Đó. Đó, ngồi xuống. Tôi dìu chú mà tôi muốn mệt luôn. Ê.
Mà cũng lạ nha, thằng Cẩm á có vẻ nghiêng về cô Hồng Xuân. Hai đứa nó thông đồng từ xưa rồi, có bao giờ á thằng con phát lược thực chất á là con của thằng Cẩm không ta? Ừ, đúng, đúng thiệt. Nồi nào úp giùm nấy. Thì ra là tụi nó cắm sừng lên đầu nhau mà không biết. Tôi lén nhận được thơ của con Thư. Nó nói bây giờ ở trên Sài Gòn á, nó đang xin mượn tiền nhà băng để mở một tiệm mai lớn có tên là Áo Dài Việt. Chú thấy con gái của chú tài giỏi cỡ nào hay không? Chắc là nó giống má nó, giống cô Xuân hay là giống chú đó chú ba. Chú á, ráng tập đi đứng lại đi. Để biết sao không? Để mà gặp Cầm Thư, chú đứng về chú đi cho nó coi, để nó thấy nó mừng. Nghe chú, bây giờ là tập tiếp đi. Ê, cứ đi ra đi vô vậy đi ha.